sao bừng lên trong màn đêm lung linh đẹp tình. Những phút thần tiên bên em lòng ngất ngây, cho dâng trong lòng em đam mê cuộc si. Mình yêu nhau đi và yêu nhau hoài nhé anh, kề vai bên nhau cùng say sưa khúc nhạc tình. Mình vui đêm nay phải trao nhau tình đắm say. Này em yêu ơi, tình em ngàn lời muốn nói rằng em yêu anh. Yêu ngay phút ban đầu, tình cờ mình quen nhau, trong ánh mắt em chào. Này em yêu ơi, yêu em nhất trên đời, và chỉ mình em thôi trong trái tim anh. Hỡi người yêu, em như ngàn ánh sao bừng lên trong màn đêm lung linh đẹp xinh. Những phút thần tiên bên em lòng ngất ngây, cho dâng trong lòng em đam mê cô si. Mình yêu nhau đi và yêu nhau hoài nhé anh, kề vai bên nhau cùng say sưa khúc nhạc tình. Mình vui đêm nay và trao nhau tình đắm say. Này em yêu ơi, tình em ngàn lời muốn nói rằng em yêu anh. Yêu ngay phút ban đầu, tình cờ mình quen nhau, trong ánh mắt em chào. Này em yêu ơi, yêu em nhất trên đời, và chỉ mình em thôi trong trái tim anh. Này em yêu ơi, thưa quý vị khán giả, ca khúc Lời Tỏ Tình Dễ Thương, một sáng tác của danh ca Ngọc Sơn với những ca từ rất đáng yêu và giai điệu rộn ràng. Chúng tôi chào mừng quý vị đến với chương trình Làng Hài Mở Hội Mừng Xuân đêm nay trong chủ đề Mùa Ta Đã Yêu, một chương trình đặc biệt dành cho lễ tình nhân và cho những người yêu nhau. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long cùng Z Studio phối hợp thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ năm hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Và xin được cảm ơn các bạn từ Vũ đoàn Việt Hải. Cảm ơn các bạn. Và với hai người ca sĩ chúng ta thì Đình Toàn muốn dành lời cảm ơn đặc biệt đến với Quách Tuấn Du và Khánh Ngọc. Bây giờ mình có thể tách ra làm đôi được không? Tách làm đôi? Ừ, cho anh vô giữa đó. Ra là vậy. Rồi, bây giờ nè, chúng ta ngày hôm nay trong chủ đề là Mùa Ta Đã Yêu, chúng ta sẽ nói về những câu chuyện về tình yêu. Bây giờ anh Toàn hỏi nè, bây giờ nếu như anh Toàn có nha một câu hỏi về tình yêu trong hai thế giới, một thế giới ở phương Tây và một thế giới ở phương Đông, thì ai chọn cái nào, Tây hay Đông? Em chọn Đông. Phương Đông châu Á. Rồi vậy thì em chọn phương Tây, giờ không còn sự lựa chọn nào khác. Thật là xui cho cô bé. Đúng ra em phải nhường cho bạn chọn trước chứ. Rồi, vậy thì bây giờ phương Tây trước nha. Anh sẽ ưu tiên cho phụ nữ. Rồi, em có biết là trong phương Tây á, thì khi nói về tình yêu thì người ta sẽ nói về một vị thần tình yêu. Đó là thần gì? Thần Cupid. Chính xác. Yeah. 10 điểm. Mới đấy. Thần Cupid như thế nào? Thần Cupid là một em bé rất là dễ thương, đáng yêu. Có cái mũi tên bắn vô có là cái cùng, đặc biệt là thần Cupid có có cái bịt mắt. Vậy thì Khánh Ngọc, em có hiểu tại sao người ta làm thần tình yêu đi bắn mũi tên cho người khác mà phải bịt mắt sao bắn trúng?
Cái này thì em không biết nhưng mà em đoán nha. Em đoán có nghĩa là khi mà bịt mắt là tại vì em bé bịt mắt là giống như là muốn là cái duyên này là tùy duyên á, giống như là tùy duyên, có nghĩa là đến với nhau giống cái sự là do duyên số an bài. Đó cũng là một trong những câu hỏi xứng đáng nhận được 10 điểm. Nhưng người ta thường nói là vậy, thần Cupid bịt mắt bởi vì người ta quan niệm là trong tình yêu á thì thường có sự mù quáng. Ngạn ngữ Tây Ban Nha có một câu là không ai có thể vừa yêu vừa sáng suốt bao giờ. Ghê không? Và thần Cupid thì sẽ có một cái bộ cung tên với những mũi tên tình ái sẽ bắn vào những người khác nhau, và khi mà mình dính mũi tên tình ái của thần Cupid thì mình sẽ gặp và yêu ngay người khác giới đầu tiên mình gặp, miễn họ không phải là gia đình thân thuộc họ hàng. Chúc mừng phần trả lời của bạn. Lắng nghe từ Phương Đông. Nè Phương Đông sao nè? Từ Phương Đông hay là quan niệm châu Á nói chung á, thì theo em khi nói về thần tình yêu thì người ta sẽ chọn ai? Ông Tơ bà Nguyệt. Hay ta, chính xác. Hay còn gọi là Nguyệt Lão đúng không? Và Nguyệt Lão thì sẽ xe duyên bằng cái gì? Dây tơ hồng. Mười điểm. Cái giỏi. Rồi, Nguyệt Lão sẽ cột những cái dây tơ hồng của mình với những người yêu nhau. Họ sẽ cột vào... vào tay. Một đáp án không chính xác. Ủa chứ, cột vào em... chân. Ồ, cái này thật sự em không biết, thật sự. Tại em chưa có ai có làm mai làm mối cho em không rảnh. Yên tâm đi, rồi anh sẽ kiếm dây anh cột cho em. Để anh kiếm cho anh xong rồi anh kiếm cho em. Như thế này, người ta cho rằng ông Tơ bà Nguyệt sẽ cột dây tơ hồng vào chân những người yêu nhau. Thì cho dù là bạn đang ở đâu, chỉ cần tới đúng thời điểm thì họ sẽ gặp nhau và yêu nhau. Đó là những hình ảnh, những câu chuyện của dân gian. Có thể là trong đời sống hiện đại ngày nay thì chúng ta không còn tin được điều đó nữa. Nhưng anh Toàn nghĩ nếu như mình có một điều gì tốt đẹp để mình hướng đến, mình nhìn về, thì nó vẫn là một điều cần thiết, đúng không nào? Vậy thì bây giờ với chúng ta những người trẻ, những người hiện đại, thì các bạn chọn yêu thì chúng ta sẽ yêu như thế nào? Đối với em thì em yêu hết mình và nồng cháy. Còn đối với em, anh muốn yêu em dài lâu. Em muốn yêu anh đậm sâu. Em đã thương anh từ lâu. Em đã yêu anh dài lâu đó anh. Em hát em dòm anh, anh sợ người ta hiểu lầm quá hả? Nhưng mà đó cũng chính là câu chuyện của anh em chúng tôi ngày hôm nay. Và giống như là Quách Tuấn Nhu hay là Khánh Ngọc vừa hát vậy, bây giờ sẽ là một liên khúc. Và như mong muốn của tất cả mọi người, hai sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy, Yêu Em Dài Lâu và Tôi Cũng Yêu Em, với phần trình diễn của ca sĩ Tấn Đạt. Mời quý vị cùng theo dõi. Và tôi cũng yêu em. Và tôi cũng yêu em. Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn. Yêu em chưa rơi trên con đường về, bỗng nghe lòng đang ước mơ. Mơ ôm em trong tay đêm mưa thì thào, cho bão tố về làm chiêm bao. Mơ yêu em thiết tha như yêu lần đầu, anh muốn yêu em dài lâu. Em, anh muốn yêu em dài lâu. Cho đến khi con tim ngừng đập.
cho thiên thu là một giây. Yêu em cho đến khi ông thôi làm mật, đến khi loài chim quên lối bay. Khi ôm em trong tay anh nghe ngọt ngào, nếu đời là một giấc chiêm bao, xin yêu em thiết tha như yêu lần đầu. Anh muốn yêu em dài lâu. Cuốn chuyện hay tiếng chim hót đầu ngày và yêu biển vắng. Tôi yêu ly cà phê buổi sáng, con đường ngập lá vàng. Tôi yêu hương vị Tết ngày xưa, mái tranh dưới hàng dừa và yêu trẻ thơ. Bữa cơm canh cà và điếu thuốc, giấc ngủ không mộng mị. Và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em. Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn, yêu em chứa chan. Và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em. Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn. Và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em. Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn, yêu em chứa chan. Chuyện đi không mà không bao giờ mình lựa chọn được đúng rồi á. Em nói bên này. Chị nói bên này. Bên này qua đó làm gì? Qua bên này là để ghé bến Ninh Kiều, qua cầu Cần Thơ, nối vui đôi bờ, sông Hậu Giang, sóng trăng đón chờ nghe lời rào. Mua giùm em một vịt lộn ấy. Mua giùm em ấy, mua giùm em một vịt ấy. Trời ơi. Mua giùm em. Tôi nói thiệt á, sao mà cái giọng bà nó chua chát thiệt. Chị là chị ruột của em á, mà em không thể nào mà em không chê được. Hát gì mà chê? Thấy ghê lắm luôn á. Ghê lắm hả? Ờ, hát gì hèn gì bán ế hoài là phải rồi. Ấy mà từ cái trứng tới con người luôn hả? Trời ơi, nói này, gì này, mà này. Chúc phạm dễ sợ luôn. Nhưng mà em tức quá. Cái gì? Cái vụ này em phải hỏi chị cho rõ ràng. Cái gì? Em nghe cái bài này em thấy, em thắc mắc là bây giờ mình ghé bến Ninh Kiều, mình mới tới cầu Cần Thơ, hay là mình gặp cầu Cần Thơ mới tới bến Ninh Kiều? Ghé bến Ninh Kiều rồi mới qua cầu Cần Thơ. Ai nói? Tác giả nói. Là đi cái hướng đó thì mới vậy, còn em đi cái hướng này em gặp cầu Cần Thơ chứ mới tới bến Ninh Kiều chứ. Nhưng mà tác giả viết là ghé bến Ninh Kiều rồi mới qua cầu Cần Thơ. Không, tôi đi bên này à. Nói bệnh quá. Hồi sáng giờ buôn bán đã không được rồi, là chị biết lý do tại sao rồi. Mắc gì tại lại lần sao? Tại em lẻo đẻo theo chị đó. Trời. Mới nói ai lẻo đẻo? Em lẻo đẻo thôi chị. Em làm chị bán không được. Chị nói em lẻo đẻo làm chị bán không được đúng không? Đúng. Không phải em đâu. Chứ ai lẻo đẻo? Cái người lẻo đẻo kia kìa. Cái gì? Ai giật cái méo mỏ? Em tức, em ghét. Em không bao giờ cho cái người đó tiếp xúc với chị, nên em không thèm nhìn. Nghe nè. Sao nói được trời. Trời ơi. Trời ơi. Thật. Thật. Hai thò gì vậy hả? Hả? Tôi là năm đòn, em bà hai thò. Anh kêu chị em, anh kêu hai thò. Anh kêu một cái miệng nha. Đừng đụng tôi nha. Nè đi. Đụng
mê trai nữa, tức cười. Đi đâu vậy? Ba thuộc. Hai thò. Ba thuộc. Hai thò. Ba thuộc. Hai thò. Gì vậy? Ở đâu ra vậy? Tự nhiên chị thuộc tôi. Đang thuộc thuộc ở chỗ đây chi vậy? Tự nhiên. Hèn chi. Tới này cái cầu này nghe thuộc thò đây. Ba cái bà. Nghe. Gì vậy? Sao bà mê trai lên mặt bà luôn vậy? Cái làm thiệt luôn á. Thôi đi lấy hàng về. Vậy hả? Nói nghe nè, ủng hộ chị đi. Tiểu thương buôn bán với nhau. Tôi muốn ủng hộ chị dữ lắm. Mà với cái giao diện của chị là tôi không biết chị bán cái gì hết trơn á. Giao diện này hả? Ừ, nhiều khi bởi chị có kìa. Biết sao không, nhiều khi chị cũng khổ tâm lắm. Trời, nhiều khi mình phải đầu tư cho nhân vật của mình, em hiểu không? Mình buôn bán, mình phải đầu tư. Đó, chị mặc đồ gì nè. Nhiều khi người ta nhìn vô, người ta không biết là chị đang muốn bán thịt vịt hay là bán lông vịt nữa. Nhưng mà thật ra là mọi người không có chịu nhìn sâu vào bên trong của chị. Thì sẽ biết chị... Hả? Ngưng. Mọi người là khách hàng, chứ không phải là cái máy nổi soi. Không phải. Mọi người phải nhìn sâu vào trong. Phải nhìn sâu vào nữa thì mới thấy cái ổ trứng của chị đây nè. Hiểu không? Đi ghê chưa? Ghê chưa? Mua giùm đi. Trời ơi, bên này bà biết Valentine cho nên là bà vẽ trái tim lên trứng vịt đây nè. Còn gì nữa, ta buôn bán. Thôi, bà rất là thời thượng. Giờ cho tôi cặp một vịt lộn đi. Rồi, bây giờ mua cặp hay mua hai trứng? Ủa, nó khác nhau chỗ nào chị? Khác. Sao hai người nói chuyện gì mà nhức đầu quá vậy? Trời, khác chứ em. Một cặp á là hai trứng nó giống nhau, còn hai trứng là hai trứng nó khác nhau. Ủa chị chỉ buôn bán mà sao cái định luật, ý nghĩa của chị nó phức tạp quá vậy chị? Không phải chị phức tạp mà chị rõ ràng nào ra đó. Rồi, cho hai trứng lộn mang đi. Không có bán trứng lộn, bán trứng lạc à. Bán trứng lạc? Ừ. Thôi để tôi đi mua trứng lộn tôi ăn chứ, tôi mua làm chi trứng lạc. Chị mua giùm chị hai trứng nha. Trứng gì? Hai trứng vịt lộn á. Ủa chị mới nói là chị không có trứng lộn. Không, ai luộc thì chị ăn thôi chứ chị là chị không luộc, chị sợ sắc xanh lắm. Ừ, chị nói nghe nè chị ơi. Chị sống là chị đẹp ngời ngời đó. Đó, nói nghe, chị như là hoa khôi của cái xóm mình. Ôi dạ, thiệt hả? Thì bây giờ vậy nè, ráng có chồng đi. Có chồng, đám cưới đi, mời tôi ăn 3 ngày luôn. Được không? Cảm ơn em, cảm ơn em. Tôi tặng quà đám cưới luôn, thương mà. Trời đất ơi, tụi bay ơi. Tụi bay cứ chen lớn xô đẩy hoài từ từ. Đò thì cũng từ từ, bay qua chứ bay làm gì. Bay chen dữ gì, trời thiệt tình luôn. Chú ơi, mua đồ. Chú Kính chào tụi con. Dạ. Chào chú Kính. Chú Kính. Dạ. Dạ. Mua ủng hộ tụi con đó chú Kính này. Không, ế gì, mới kiểu gì. Dạ chú Kính. Chú Kính. Giỡn hoài, chọc ghẹo chú hoài à. Sao vậy chú? Ừ. Chú là chú Kính, hiểu không? Ờ thì đúng rồi, tụi con nãy giờ nói là chú Kính. Bậy à, chọc ghẹo chú chi vậy? Ủa sao nói chọc ghẹo gì hoài, tụi con nói chuyện đàng hoàng. Tụi con có đi học không? Dạ có. Có biết đếm một, không? 1 2 3 Ai đếm vậy? Chọc ghẹo 6 7 8 Kính. Con chào chú Kính. Đừng Kính nữa hà. Đếm cho chú. 8 rồi tới mấy? 8 rưỡi. Không phải. Bây giờ là lên tí xíu đi. 8 rồi tới mấy? Là điểm lên hả chú? Điểm, điểm lên. À, 8 tới mấy? 8, 7, 5. Không phải. Làm tròn cho chú. 8, 9, 10. Gì vậy trời? Trời ơi, tức mấy đứa này dễ sợ luôn à. Tức quá đi. Tôi thứ 9. Ủa? Kìa. Ủa? Được rồi đó, được rồi. Thôi, được rồi. Chú tức lên là chú không vậy. Đúng rồi. Đâu, chú đừng có nói bậy bạ nữa, khổ quá. Thôi. Nói chuyện với chú đôn tâm lý mệt lắm. Thôi. Mua đi, mua đồ ủng hộ tụi con đi chú. Bông xanh, bông trắng rồi lại vàng bông. Ơi bạn ơi, bông tươi cũng bằng bông giả. 20k là ghé vô mùa giùm. Bông là của em. Ghé mua. Thôi, nó bán bông bông mà nó ra nó hát đầu tư ghê không? Tôi quá chị tức rồi. Làm gì vậy? Gì nữa? Mày bán bông rồi mày bỏ cái sạp bông mày đi đâu từ sáng tới giờ vậy? Trời ơi, tao đi ra ngoài ra tao kiếm mày, tao đuổi theo mày vô tới đây, mày vô đây mày còn hát nữa. Trời ơi, hôm nay lễ tình nhân em phải chạy vô chạy ra lấy bông liên tục. Mà nè, anh mua bông gì? À, bên thai đúng không, tặng người yêu. Bông hồng đỏ. À, bông xanh, bông trắng rồi lại dần bông giả cũng có luôn. Tao mua bông cúng. Trời ơi, tao làm thầy mà. Tao mua về tao cúng gia tiên của tao. Không có thì thôi. À, chú ơi. Đây chú ơi. Bán cái gì đây? Dạ thôi bây giờ không mua bông đó thì thôi, mua trứng về đi. Mua trứng về mình luộc rồi mình cúng đó. Không được mày ơi, trứng ở lộn qua lộn lại mệt lắm.
Ồ, trứng này trứng lạc mà, đâu có lộn đâu. Đúng rồi, trứng lạc mà. Lạc quá, mắc cộng chấm muối, không mua. Ủa, cái gì? Hey, dạ. Đi đâu mà vội mà vàng, dắp phải đá một hoàng, phải dây. Dừng chân cái lại nơi đây, mua đòn bánh tét cũng là may cả đời. Bánh tét được. Dạ đúng, bánh tét nhân chuối nữa nha. Mình cũng ông bà ăn là không có ăn mặn không. Ăn chay mà nhân chuối nữa là rất là ngon, bổ béo luôn. Bổ cái đầu mày á. Ủa sao vậy? Nghe bánh tét là tao thấy vui rồi. Mà vô chuối nữa là vô chuối nhủi luôn hay gì? Là không được á hả? Không. Dạ. Trời đất ơi. Ừ, không mua, để tôi mua. Tôi muốn mua một thứ. Bắt bông. Bông kìa, bông 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 bông. Anh, bông gì? Em có bông xanh, bông trắng, bông hồng. Bông mà thể hiện tình yêu á. Bông hồng. Phải không? Phải. Phải bông, bông này để tặng tình yêu à? Tặng tình yêu số 1. Không có mua bông cúng nha. Không mua bông cúng, bông hồng. Mà anh tặng ai? Bông hồng này tặng ai? À, tặng tặng ai? Tặng ai? Con không có tặng chú. Trời đất ơi, mày làm hết hồn mà. Không phải có chú cũng cầm vô nữa. Ai biết? Chú thiệt á. Cái gì của mình mới nhận chứ. Trộn cái gì? Trộn không biết nữa. À, không biết. Thôi tôi biết rồi. Thì ra là tặng bên đó hen. Tranh thủ đi. Tranh thủ. Đúng cái gì? Tranh thủ đi. Nhìn đi. Mẹ lên đi. Tranh thủ đi. Tránh ra. Đi đâu nữa? Tránh ra tụi bạn. Ui dạ. Đi về. Cái gì vậy? Đi ra luôn. Tôi nói rồi nha. Tôi cấm ông nha. Ông với chị tôi không bao giờ tới được nhau chưa? Hàng một sớm mình... với nhau thôi à. Ôi chú. Hồi nãy bài dịch con bên kia nhờ hình như bên đây nó chạy qua hay là bài dịch của người khác nhờ? Rồi, đi luôn đi, con dịch của ông vô đi. Kìa nó kìa, chạy đi luôn đi. Ôi, thầy con. Thầy con đang quốc lộ luôn rồi. Thầy con. Trời ơi. Nè, lô. Thấy thường không? Đó, anh hiền từ, anh như vậy đó. Chịu khó làm ăn. Con không thích chứ, tại vì bây giờ ha. Có cái gì đâu không thích, bây giờ cứ vậy đi. Nè, chị của con này thấy đẹp không? Ra đây. Ủa? Nè, dễ thương gì đâu á. Thấy không? Chị ấy là như là hoa khôi trong xóm của mình vậy đó. Đúng rồi. Người thì đẹp, tươi xanh vậy nè. Đúng rồi. Còn mấy người ế, cái mấy người bắt người ta ế thì... Mình phải thử con thử đẹp nè. Dạ. Bây giờ ngày hôm nay mình thử mình làm mà kiểu mà cô dâu đó. Hiểu không? Rồi, thôi để con nói cho. Chị. Ý chú nói là thôi bây giờ bữa nay mình thực tập mình cưới thử đi. Đó cái bữa sau được cái mình có chồng luôn. Chú làm MC. À là cho chị con là bây giờ là đám cưới thử hả? Đúng rồi. Mà chú làm là MC. MC. À đúng rồi. Trời ơi. À con nè con nè. Con. Con đem cái dương miệng. Ủa đám cưới mà có đâu phải thi hoa hậu. Thì hoa hậu mà nói bả đẹp như hoa hậu. Đám cưới làm như hoa hậu. Rồi, cái mâm. Bông đem cái xác không phải đem bông, đem cái xác ra. Đem cái xác á. Sao tự nhiên cái không có đem cái xác ra là sao? Không, cái xác á con, cái hoa hậu là có cái xác á con. À cái dây đeo hả? Ờ đúng rồi. Trời ơi. À, cái này mà đi kêu cái xác nghe sợ quá. Rồi chủ không? Rồi ok hay không? Chủ không? Rồi chủ không? Được không? Được luôn. Làm thử. Vâng. Hôm nay là ngày đẹp, ngày sinh, xóm chúng tôi rất là linh đình tiến hành hôn lễ của cô dâu, hai thò và chú rể. Ê chú rể tên gì? Ba thục. Ê, thục tôi bỏ nữa bây giờ đó. Không có lấy ông đó nha. Thì bây giờ sớm Thôi, để làm thử thôi mà. Rồi, mà. Cô dâu hai thò và chú rể vô danh. Trời ơi, chị ơi. Nè, ở đâu vậy? Hả? Ông đi lùa về tới quốc lộ mà ở đâu ra ông chạy vô nhanh vậy hả? Bị sót hai con. Hai con gì? Hai con vịt nằm trên đầu kìa. Đau quá. Trời, sao vậy? Nè ông bớt tào lao đi rồi chưa? Tôi nói rồi nha, tôi cấm ông nha. Ông với chị tôi không bao giờ tới được nhau chưa? Người ta ha là sợ gia đình không môn đăng hộ đối. Cái này hai người quá môn đăng hộ đối đi. Rồi bây giờ ha, lá rách đùm lá nát lấy gì sống? Nằm đòn. Nấu thế nào mình cũng quýnh ông liền. Gì vậy trời? Đỉnh. Làm gì mà ông cứ tốn ngày ông cấm cản hoài vậy? Không phải. Quách này à. Chú đừng có la em nó. Ông thấy năm đòn nó cũng đúng. Con đừng buồn nó mà. Không, con không có buồn. Nhưng mà cái này không phải là lỗi của con. Hồi đó cha mẹ con mất đột ngột quá. Đâu có để lại tiền cho con đâu. Chỉ để lại 10 mẫu đất mà. À, 10 mẫu đất?
Con nói thiệt mà. Mời trời ơi, đất kìa. Thiệt ha? Mẫu đất thiệt. Con ơi. Nói thiệt. Mọi người anh nói đất. Thiệt mọi người ơi. Có sổ không? Có sổ không? Nhà ra sổ được chưa? Ờ, đầy đủ luôn á. Trời ơi, đó. Thiệt luôn. Nhưng mà anh nói em nghe nè. Anh hứa chí thú làm ăn. Nếu mà anh cưới được chị em nha, anh sẽ mua hai. Không, nhắc chục con vịt nữa. Hai vợ chồng anh sẽ đi chăn vịt. À, vịt trẻ ra lấy cái trứng nó bán. Buồn bán mỗi ngày. Nếu mà bán không hết á, lấy cái trứng vịt ra ăn. Không bao giờ mà sợ không có cái ăn à, thấy chưa? Đúng không? Ông thấy chưa? Ông khờ gì mà ông khờ dữ vậy trời. Hả? Cha mẹ để lại 10 mẫu đất mà ông nói ông nghèo. Trời đất ơi, chưa ông của ông kìa chị ơi. Con lấy về gần sao không lẽ giờ suốt ngày đi chăn vịt vậy hoài. Trời. Mọi người ơi, sớm mình có chơi với đại gia mà bấy lâu nay tôi không có biết. Trời ơi, đi về bển đang chạy thiệt cái chứ gia đạo. Nè, bây giờ sao? Làm gì mà cứ cản trở hoài vậy? Hả? Thì tại vì con thấy chú chính nói cho mày biết nha. Hả? Con đi qua bên kia. Đứng ở bên đó, im, không được xí vô. Để chú giải quyết. Nè, hai thò. Dạ. Bây giờ chú hỏi thiệt con nè. Con có thương nó không? Nói đại đi, nói thiệt. Có thương thiệt tình không? Có. Có thương thiệt tình đúng không? Con thương thò thiệt. Ai ta chưa có hỏi mà đặt nói rồi. Hai đứa chú tao cũng hỏi mà. Nè, hai đứa thương vậy là chú vui rồi. Thấy không? Con ơi là con. Bây giờ cuộc sống á, miễn bây giờ mình sống với nhau, mình hạnh phúc với nhau, vậy là vui rồi. Quan trọng là cái tình cảm ở trong người của mình, cái tình nghĩa hai đứa sống với nhau. Chứ đâu ra mà cứ quan trọng giàu nghèo làm sao. Suốt ngày cản trở hoài, nín à. Chú nói đúng không? Dạ quá đúng. Đúng phải không? Vậy thì ngày hôm nay, ngày lành tháng tốt, chú đứng ra. Chú đừng nói. Nín à. Ngày lành tháng tốt, chú đứng ra chú làm chủ hôn cho tụi con được không? Chú ơi, tự nhiên cưới luôn đứng à. Đứng luôn. À. Chú ơi. Sao con? Thôi, tự nhiên người ta con gái chưa gì nó lấy chồng. Chú. Thôi, chưa gì mà. Con cũng muốn tìm hiểu. Dạ. Hai đứa muốn tìm hiểu nhau hả? Dạ. Nè mấy đứa. Dạ. Chuyện người ta yêu nhau, nói vô chứ không được nói ra. Dạ. Cho nên, ngày hôm nay, ngày 14 tháng 2, hai thò và ba thục chính thức hẹn hò. Đúng rồi. Đám xin được chào Gia Linh, Bảo Chu và Trịnh Minh Dũng. Cảm ơn các bạn và những người bạn còn lại đã mang đến cho chúng tôi một câu chuyện rất dễ thương trong ngày lễ tình nhân. Và thật ra khi mà Toàn xem xong thì Toàn thấy câu này hay nè anh Dũng. Tức là chuyện người ta yêu đương nhau, nó vô không có nói ra. Dạ. Rồi, vậy thì với các bạn thì ở đây ai đã yêu, ai đang yêu hoặc là ai chưa từng yêu? Em nghĩ là cái vế cuối là không có đâu. Dạ. À, vậy là coi như là đã yêu và đang yêu. Dạ đúng. Dạ. Thế thì ai đang yêu? Em đang yêu. À, chúc dạ. mừng em rồi. Dạ. Vậy thì ai đã yêu? Gia Linh hả? Dạ. À, rồi, vậy thì bây giờ Đình Toàn muốn hỏi là với các bạn á, mình có những cái câu chuyện hoặc những cái kỷ niệm mình đáng nhớ nào trong cái hành trình yêu của mình, trong cái đoạn trường yêu của trời mình ơi. Đặc biệt là nó vào ngay ngày Valentine, ngày lễ tình nhân nữa. Bảo Chu đi. Anh nói vô cái đoạn trường em nghe giống như là em quen chắc phải là 47-49 người vậy đó. Bây giờ phải chia từng đoạn ra nè. Rồi. Cái đoạn quan trọng nhất là 14 tháng 2. Và 14 tháng 2 của khoảng 3 năm về trước là chính là cái ngày mà chia tay người yêu. Ui. Hả? Ngay ui. Hôm đó luôn. Ủa tại sao? Thì cái đó là anh phải hỏi để em cho số điện thoại rồi anh nhắn tin anh hỏi. Tại vì em không phải là người chủ động. Thôi anh hy vọng là sẽ có một câu chuyện lãng mạn từ những người phụ nữ nè. Gia Linh. Trời ơi em á, thật sự là em là một con người thiên về lãng mạn. Ồ. Dạ. Và con người của em hồi nào giờ và em tin em là một người sống rất là sâu sắc. Cái cuộc tình của em là nó xảy ra nó hơi sớm chút xíu, hơi sớm tuổi. Dạ đợt khoảng năm mà em học cấp 3 đó là em đã bắt đầu chấp chớm yêu rồi. Đó em nhớ cái vào cái khoảng thời gian cũng Valentine luôn.
anh mới hỏi cho em, mới sáng sớm đã nhắn tin cho em mà chúc Linh Valentine vui vẻ, mà hồi đó em tin Tuyền nha. Dạ. Em đang chúc nó cái đó. Nó nghệ danh, nghệ danh. Dạ. Rồi. Chứ em đi học là Nguyễn Thị Thanh Tuyền. Dạ đó, chúc Tuyền Valentine vui vẻ này nọ, trời ơi em hạnh phúc quá rồi này nọ. Xong rồi cái hẹn nhau mua kem nha, ở đây kem ok nè. Đó xong em nhắn địa chỉ qua, đó số 10 Phạm Ngũ Lão đó, em nhắn qua xong xong cái đúng 7 giờ cái em có mặt tại số 10 Phạm Ngũ Lão, 7:15, 7:30 em vẫn chưa thấy bạn em đó. Sao tới 8 giờ, ủa tại sao vẫn chưa thấy bạn em mới gọi điện thoại, ủa anh tới đâu rồi, anh tới rồi, nãy giờ anh đợi em đang đứng ở đâu, thì em đang đứng ở số 10 Phạm Ngũ Lão nè, anh đang đứng ở đâu thì anh cũng đang đứng ở số 10 Phạm Ngũ Lão nè. Dạ cái số 10 Phạm Ngũ Lão của em á là số 10 Phạm Ngũ Lão quận nhất. Dạ còn số 10 Phạm Ngũ Lão của anh kia ở Gò Vấp. Trời đất ơi, khác quận đó, khác quận. Trời. Dạ thế mà là cuối cùng. Dạ cuối cùng là hai đứa chia tay bởi vì sự không rõ ràng của hai đứa. Ảnh đòi chia tay em anh. Anh cũng hơi hoang mang về câu chuyện của em. Nó như một cái tình huống hài á. À không anh, cái này là câu chuyện thiệt nha anh. Dạ. Câu chuyện thiệt của em, dạ hai đứa tự nhiên cái khúc đó cái chia tay, xong đâu cỡ chừng chục ngày sau anh thấy hối hận, anh cảm thấy cái cuộc chia tay này nó vô duyên quá. Cái anh nói thôi bây giờ anh thấy cái chuyện đó nó không đáng chia tay, thôi mình quen lại. Đó cho nên là kết quả là tới giờ cái cô Nguyễn Thị Thanh Tuyền có chịu quen lại không? Dạ chịu. Thật ra Đình Toàn đang hy vọng là trong cái ngày lễ tình nhân này chúng ta nghe được những câu chuyện tình thật đẹp, thật lãng mạn, mà nói nghe là có hai cuộc trình chia tay rồi đó. Thôi mình nghe một người tóc pha sương nè, đó. Người ta chỉnh chu, người ta điềm tĩnh, đỉnh đạt nè. Chuyện tình đặc Dũng nào, một câu chuyện lãng mạn xem nào. Có mấy cái đoạn nhiều hơn tụi em nhiều đó. Anh lấy một cái đoạn đó đi. Một đoạn lãng mạn nào? Không có. Ủa là sao? Không có thiệt. Là sao? Thì không có thì là sao, là sao? Là không yêu ai. Không yêu ai. Thì chả yêu mình, chán nản lắm. Nói chung mà, nói chung là nó là một cái duyên rồi. Mà đó. Tin được không anh? Tin được không? Tin anh đi, tin anh đi không. Thiệt Có thể chúng ta hiểu như nè, sẽ có những câu chuyện tình nó đi qua mình rất nhanh. Tìm nhưng hiểu. Để gọi là một câu chuyện tình yêu dừng lại thì có thể nó chưa phải, đúng không? Chắc có thể là vậy. Giống như Gia Linh đó thì mình yêu lắm. Chưa bao giờ, không phải, chưa bao giờ trải qua. Anh chưa bao giờ trải qua cái chuyện mà có như hẹn điểm này và khác điểm kia, không có. Chúng ta nghĩ là sẽ có một khoảnh khắc nào đó chúng ta sẽ lắng lòng mình lại và chúng ta sẽ suy nghĩ một cách chín chắn. Bởi vì á, người ta chỉ mất 3 giây để nói ra từ yêu thôi, nhưng mà người ta phải mất cả đời để chứng minh điều đó. Cảm ơn các bạn và cũng chúc cho các bạn, ai chưa yêu sẽ có tình yêu, ai có tình yêu rồi sẽ tiếp tục yêu nữa. Cảm ơn các bạn đã đến buổi trò chuyện ngày hôm nay rất nhiều. Trôi qua vội vã nhưng trong anh rất nhiều điều, những suy nghĩ trong anh cứ lớn lên từng phút, cứ lên thật từng ngày khi anh được ấm áp bên em. Những suy nghĩ trong anh giờ đã chia làm hai, một nửa trong anh từng nghĩ chúng ta sẽ bên nhau trọn đời, nhưng nếu lỡ một ngày em nói lời chia tay, anh sẽ thế nào đây, anh sống thế nào đây? Để cho anh được yêu, yêu em trong từng suy nghĩ, dù là tương tương thôi nhưng anh cũng thấy vui rồi. Đừng nói chi em ơi, tình yêu không cần nói, chỉ cần cảm nhận thôi, anh nghĩ cũng đủ rồi. Nhiều khi anh từng mơ mơ một mình ngồi ngẩn ngơ, chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy trẻ thơ. Có khó không em ơi, nhưng giấc mơ này xa xôi, thì anh xin được giữ giấc mơ đó ở trong suy nghĩ anh mà thôi. Cứ qua thêm một ngày mới biết thế nào là yêu. Những suy nghĩ trong anh
cứ lớn lên từng phút, cứ lớn thật từng ngày khi anh được ấm áp bên em. Những suy nghĩ trong anh giờ đã chia làm hai, một nửa trong anh từng nghĩ chúng ta sẽ bên nhau trọn đời. Nhưng nếu lỡ một ngày em nói lời chia tay, anh sẽ thế nào đây, anh sống thế nào đây? Hãy để cho anh được yêu, yêu em trong từng suy nghĩ. Dù là tương tương thôi nhưng anh cũng thấy vui rồi. Đừng nói chi em ơi, tình yêu không cần nói, chỉ cần cảm nhận thôi, anh nghĩ cũng đủ rồi. Nhiều khi anh từng mơ mơ một mình ngoài ngẩn ngơ, chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy trẻ thơ. Có khó không em ơi, nếu giấc mơ này xa xôi thì anh xin được giữ giấc mơ đó ở trong suy nghĩ anh mà thôi. Hãy để cho anh được yêu, yêu em trong từng suy nghĩ. Dù là thương tâm thôi nhưng anh không thấy vui rồi. Nói chi khi anh từng mơ mơ một mình ngoài ngẩn ngơ, chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy trẻ thơ. Có khó không em ơi, nếu giấc mơ này xa xôi thì anh xin được giữ giấc mơ đó ở trong suy nghĩ anh mà thôi. Khi chúng ta nói đến tình yêu và việc lựa chọn một biểu tượng của tình yêu thì mọi người ngay lập tức sẽ nghĩ đến hình ảnh trái tim. Và chúng ta cũng biết rằng thực tế hình ảnh trái tim của con người nó sẽ không giống như cái hình ảnh trái tim mà tất cả chúng ta thường thấy. Thế thì mọi người có thắc mắc là vì sao hình ảnh trái tim lại được lựa chọn và lại là hình ảnh như thế không? Trước công nguyên thì người ta chọn hình ảnh trái tim, đó là người ta dựa theo hình ảnh của lá thường xuân. Đó là một loại cây biểu tượng cho lòng chung thủy. Bởi vì thực chất ở thời điểm đó, mọi người cũng không biết là trái tim sẽ có hình ảnh thật sự như thế nào. Và về sau này, người đưa cho chúng ta hình ảnh thực tế về bộ môn giải phẫu học của trái tim con người chính là một trong những họa sĩ thiên tài Leonardo da Vinci. Nhưng tới lúc này khi mọi người biết được hình ảnh trái tim thực tế thì cái ký ức và những hình ảnh về trái tim cũ đã ăn vào tâm thức của tất cả mọi người, của những đôi yêu nhau mất rồi. Và thưa quý vị khán giả, cho dù chúng ta trao cho ai đó một biểu tượng trái tim hay một trái tim thật sự thì chúng ta chắc rằng chúng ta luôn tìm kiếm một người và trọn vẹn với tình yêu của người đó. Vàng phù đường mòn gót chân mềm lạc vào vườn xuân tình ngất ngây, thả hồn vào cơn gió mê say. Cành hoa tươi cho sau cành xa vút để muôn đời mình còn được yêu nhé em. Yêu mới biết quên thời gian, khi biết yêu hoa sẽ mãi không phải tàn. Đừng nghe chim ru tay tìm hư áo, không tình nào say đắm hơn anh đâu. Trước một ngày pháo hồng reo vui, là đường về vắng bóng đơn côi. Vừa khi đôi tim yêu được giải thoát, bước gông xiềng là mình tính chuyện trăm năm.
thiên đàng hai ân là đụng vào nhịp thở lâng lâng. Mùa xuân đang đi trong lời yêu mới, có hoa vàng phủ đường mòn gót chân mềm. Lạc vào vườn xuân tình ngất ngây, thả hồn vào cơn gió mê say. Cành hoa tươi chôn sau cành xa vút, để muôn đời mình còn được yêu nhé em. Yêu mới biết quên thời gian, khi biết yêu hoa sẽ mãi không phải tàn. Đừng nghe chim ru tai tìm hư áo, không tình nào say đắm hơn anh đâu. Chúc một ngày pháo hồng reo vui, là đừng về vắng bóng đơn côi. Vừa khi đôi tim yêu được giải thoát, bức gông xiềng là mình tính chuyện trăm năm. Vừa khi đôi tim yêu được giải thoát, bức gông xiềng là mình tính chuyện trăm năm. Vừa khi đôi tim yêu được giải thoát, bức gông xiềng là mình tính chuyện trăm năm. Xin được cảm ơn ca sĩ Lâm Vũ, ca sĩ Uyên Trang và cảm ơn vũ đoàn Việt Hải. Thưa quý vị khán giả, ca khúc Thiên đàng ái ân sáng tác của nhạc sĩ Lâm Phương đã khép lại chương trình Làng Hài Mở Hội Mừng Xuân của chúng tôi đêm nay. Và chúng ta vẫn mong muốn là những người đang yêu nhau, đã yêu, sẽ yêu và thậm chí những người ngại yêu nữa, bạn hãy cứ yêu đi, bởi vì bạn hãy tin rằng tình yêu sẽ khiến cho cuộc sống tuyệt vời hơn và khiến cho chúng ta bao dung hơn. Chương trình Làng Hài Mở Hội Mừng Xuân do Đài Truyền hình Vĩnh Long cùng Z Studio phối hợp thực hiện được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ năm hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối thứ năm tuần sau vẫn chương trình này trong chủ đề Hạnh Phúc Đầu Năm. Xin chào và hẹn gặp lại. Khi biết yêu hoa sẽ mãi không phải anh. Đừng nghe chiêng ru tai tìm hư áo, không tình nào sẽ đắm hơn anh đâu. Làng Hài Mở Hội Mừng Xuân sẽ tiếp tục khai hội với chủ đề Hạnh Phúc Đầu Năm. Những câu chuyện về ngày cưới, mùa cưới sẽ được kể lại bằng âm nhạc cùng những tiểu phẩm cực kỳ duyên dáng và hấp dẫn của các nghệ sĩ hài. Chị có sao không chị? Chị có sao không? Thôi! Chị cuốn nhỏ bạn gái mà nó không tha luôn. Thật là anh mấy 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 nói em về đây, một người giàu ngoan 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 cả nhà hân hoan. Về nhà anh thưa 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 cùng má và ba, tìm ngày thật tươi 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 mình cưới luôn nha em ơi. Đón xem Làng Hài Mở Hội Mừng Xuân với chủ đề Hạnh Phúc Đầu Năm, phát sóng vào lúc 21 giờ thứ năm ngày 16 tháng 2 năm 2023 trên truyền hình Vĩnh Long 1, phát lại vào lúc 13 giờ thứ sáu ngày 17 tháng 2 năm 2023 trên truyền hình Vĩnh Long 2.